sau 19 năm kể từ ngày SEA Games 22, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cơ hội để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mảnh đất hình chữ S và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại Việt Nam. Dù bị chậm một năm so với dự kiến do đại dịch Covid-19, nhưng chủ nhà Việt Nam đã vượt qua khó khăn để chuẩn bị cho sự kiện. Cơ sở vật chất tại các điểm thi đấu, kế hoạch đón tiếp các đoàn thể thao quốc tế, phòng dịch và tổ chức thi đấu đang được gấp rút hoàn thiện. SEA Games 31 sẽ được diễn ra trong 2 tuần từ ngày 6 tới ngày 23 tháng 5. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Một số bộ môn sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 6 tháng 5. Lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 23 tháng 5. Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 được đồng tổ chức bởi Hà Nội và một số địa phương lân cận. Có tổng cộng 36 địa điểm thi đấu, trong đó có 18 điểm tại Hà Nội, 5 điểm tại tỉnh Quảng Ninh, 3 điểm tại tỉnh Bắc Ninh, 2 điểm tại tỉnh Vĩnh Phúc và 1 điểm tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang. Lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, lễ bế mạc tổ chức tại Cung Điền Kinh trong nhà đều ở Hà Nội. Bộ môn bóng đá nam sẽ được tổ chức tại 3 điểm là Sân Mỹ Đình tại Hà Nội, Sân Việt Trì tại Phú Thọ và Sân Thiên Trường tại Nam Định. Sao La được chọn là linh vật của SEA Games 31. Sao La còn được gọi là kỳ lân châu Á, được biết đến như một trong những loài thú quý hiếm nhất trên thế giới, sinh sống trong núi rừng Việt Nam và Lào. Hình tượng Sao La gợi lên sự thân thiện, nhanh nhẹn, hoạt bát, phù hợp với thể thao. Sao La được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tiến hành trong Vườn Quốc gia Vũ Quang. Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 31 vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn sẽ luôn gắn liền với các sự kiện của đại hội nhằm truyền tải thông điệp tới chính phủ, người dân các quốc gia khu vực Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của ASEAN trên trường quốc tế. Có 40 môn thể thao với tổng cộng 526 nội dung được đưa vào danh sách tranh tài tại kỳ đại hội năm nay. Các môn trong chương trình Olympic, ASEAN chiếm khoảng 2/3. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao. Bài hát chính thức SEA Games 31 mang tựa đề Hãy Tỏa Sáng được sáng tác bởi nhạc sĩ Huy Tuấn. Bài hát sẽ được biểu diễn bởi 5 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam là ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Isaac, Văn Mai Hương và rapper Demvo. Phần lời nhạc của ca khúc có 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh với âm hưởng vui tươi, mạnh mẽ. Bài hát sẽ khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên và mang đến cảm xúc tự hào cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam. It's easier. Together we will fight until the end. Tomorrow is so bright for everyone who will try. Together, hand in hand, we're running right. Together, we aim high to the finish line.